Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến trên tổng lượng Attila. Mình là Chocho Quang Tuy Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Himnia để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì mình đã cố gắng đàm phán với mấy cái thằng châu Phi ở phía bên này rồi. Với các bạn thì bây giờ là mình và chúng nó đã có hòa bình. Về căn bản nó đã có hòa bình nhưng mà chưa có gì đảm bảo rằng là mọi việc nó sẽ giữ được lâu. Đây, thằng La Mã hiện tại nó đang đóng vài quân đoàn đây và mình nghĩ là mình sẽ phải cho nhà vua sang đây đóng rồi. Bởi vì nếu nhà vua đứng ở bên kia chắc không ổn lắm. Cho quân đoàn này sang bên này. Bây giờ còn cái khu vực tiểu ngày nay thuộc Israel và Palestine này thì hiện tại mình đã đánh rất nhanh để chiếm cái vùng này. Tuy nhiên là bây giờ thì mọi việc nó không dễ dàng như vậy. Chiến tranh ở đây là liên miên và mình không biết là như nào đây, bởi vì vùng này sắp chuẩn bị có nổi loạn rồi. Cho dù chúng ta có miễn thuế thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì hết. Thu thuế chứ. Bởi vì chị ai vùng này rất là kệ chứ nhỉ, không được tí nào thu. Và nào thì lượt sau nó cũng nổi loạn. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục đưa quân sang vùng lãnh thổ mới. Nhưng mà kiểu mình không có nhiều quân lắm, không có nhiều tiền lắm. Chắc mình phải mua mấy con lạc đà thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, mua thêm ít quân nữa đó. Vùng này sắp chuẩn bị có nổi loạn, có thể mình sẽ để cho nổi loạn lên. Và có lẽ là phải điều mấy thằng thầy tu sang đây đã. Điều mấy thằng thầy tu sang đấy. Duy trì an ninh. Ôi thằng rồi, xem tình hình ngoại giao nè. Tạm thời thì vẫn là ổn. Cố gắng trị an cái vùng này đã. Thôi kệ, cái lượt này cũng chắc cũng không có nhiều việc để làm đâu. Mình sẽ dành tiền để tập trung phát triển cái khu vực này. Nhất là cái mỏ công trình này chúng ta sẽ phá đi đã. Những công trình mà chúng ta không xây dựng được. Mỏ vàng ở đâu nhỉ? À đây, mỏ kim cương ở đây, đá quý. Cố gắng giữ cái vùng này. Thôi qua lượt đã, chắc chuẩn bị lượt sau là có nổi loạn mà. Chưa biết nó nổi loạn ở đâu thôi. Trong hai cái ngôi làng ở phía trên này. Rồi spy chúng ta vẫn đang đi giao thám cái vùng phía trước bắc này. Mình sẽ điều tiếp các cái đơn vị quân lên đây để đồn trú và phòng thủ. Nhưng mà xem chừng là cũng sẽ không đơn giản thế nào với mấy thằng La Mã đâu. Bởi vì thế lực của La Mã là rất mạnh. Có thể là một cái giải pháp hòa bình nào đó trong ngắn hạn để chúng ta ổn định cũng là một giải pháp không tồi. Đó, La Mã bắt đầu điều quân lên rồi. Rồi, Palestine có cuộc nổi loạn rồi. Cuộc nổi loạn đầu tiên của người Palestine rồi. Ta sẽ rút về đây đã. Mình cần cái vùng này. Vùng này nó có cái vỏ kim cương rất là tuyệt. Mình không thể mất được. Phá tiếp. Không biết mình có giữ được không nhỉ? Nhiều lúc thấy băn khoăn lắm. Khu nhà tắm Ả Rập thì nó sẽ giảm lương thực.
Rồi cứ xây cái giếng nước đi cho nó lành. Đây rồi, chúng ta sẽ có tiếp quân đoàn này lên. Mình sẽ điều tiếp quân đoàn này lên đây ạ. Nó sẽ đi đường biển cho nhanh. Với cái lực lượng như này là đủ. Mình chưa có ý định cần nó nhiều hơn. Rồi. It is an honor to serve you. Your orders, my lord. Truth may walk through the world. 95 điểm. Âm 3. Một cái nền kinh tế chưa thể ổn định ngay được. I shall protect your secrets. Rồi, chúng ta sẽ cố gắng từng bước một. Xây cái công trình này nó vừa tăng phát triển, vừa tăng trị an. Phải cho nhanh cái quân đoàn kia lên đây để lên đây đóng quân. Nếu không thì nó nổi loạn khắp nơi rồi. Xây cái giếng nước này nữa. Ai da ơi. Cái vùng này nó ảnh hưởng rất nặng của của Kitô giáo. My lord. Rồi chúng ta cứ tiếp tục điều các cái sư thầy sang bên này để nhầm các thầy tu chứ. Để trị an cái vùng bên này trước. Không biết thằng La Mã nó tĩnh cái gì nhưng mà cái thằng châu Phi này nó cứ làm loạn như này thì thực ra mình cũng chưa có định để có thể để kệ nó làm gì làm thôi. Cái vùng phía trên đấy mình cũng chưa thể tấn công hoặc cũng chưa thể kiểm soát được. Nó đóng ở đấy thì mình cũng có một chút lợi thế. Rồi, quân La Mã nó cử các quân đoàn xuống rồi. Ồ, thằng châu Phi thì xong. 3-4 quân đoàn đây rồi. Chuẩn bị sang đất của mình. Ok. Thì hạn làm việc đã hết à? Điềm lành, may quá. Điềm lành là một việc tốt. Chúng ta sẽ bổ nhiệm các cái tướng lĩnh vào các cái vị trí độ cao một chút xíu để cho nó. Rồi ok. It is an honor to serve you. Đây rồi. Making my way. My lord. Truth may walk through the world unarmed. Ready for battle. Quân La Mã nó đang tiến lên. Quân đoàn này đang quyết một đơn vị quân. Bây giờ nếu mà ồ mình sẽ phải đánh nhau với bọn kia. Chịu ăn được không nhỉ? Nó chiếm mất thủ phủ hay sao nhỉ? Hôm nay cái này nó không có cái công trình để nó giúp xây ngay lập tức xong như giống như bản sáu sao à. Tốt. Ready for battle. I want hourly patrols. Ready for orders.
Vào đây đã. My words are yours to direct. Ignorance is darkness. Knowledge overcomes. Và chúng ta sẽ đồng hóa cái vùng này bằng cái tôn giáo của chúng ta. Tiếp theo sẽ là một cuộc chiến với liên quân của La Mã này. Cái thành này chưa sửa xong thì nó sẽ chiếm lại được. Thích thì nó vào đây mà chiếm, đúng không? Và chúng ta lại mất cái tiền để nâng cấp thành. Vùng này thì xây công trình lên đã. Lên tí lương thực đi. Phủ phủ đây. Xây cái này nó giảm lương thực à? Lương thực vùng này thì nhiều vãi trưởng lo rồi. Wow. Rồi. Từng bước từng bước một chúng ta sẽ xây dựng quân đội chúng ta hùng mạnh hơn. Mình sắp chuẩn bị đối đầu quân La Mã ở đây rồi. Điều đấy là chắc chắn luôn. It is an honor to serve you. Ok. Mọi thứ có vẻ êm rồi ấy. Nào để xem thằng La Mã nó chuẩn bị nó đánh chiếm vào cái thành kia của mình. Đó, mình sẽ lại cho quân đánh chiếm lại thôi. Cố gắng giữ được cái vùng đấy thì cũng tốt. Mình đã có kế hoạch là mình rút lui chiến thuật khỏi cái vùng đấy rồi đấy, nhưng mà nghĩ là có khả năng đủ sức để giữ được thì mình sẽ cố gắng giữ. Đấy, mình cũng chưa muốn tiến sâu quá sang đất của thằng Đông La Mã, bởi chúng ta cái lực hạm đội của nó rất là mạnh. À, đúng rồi, nó cũng không có ý định dám tiến sâu xuống. Xong, chúng ta đã giải quyết xong vụ nổi loạn này rồi. Và tình hình bây giờ thì chúng ta mất ủng hộ chính phủ thôi. Rồi, chúng ta đã bổ nhiệm xong một loạt các chức vụ ở khu vực này. Và ready for orders. Tướng này lên cấp à? Trừ 10 sĩ khí ở vùng địa phương, cộng 10 sĩ khí ở lãnh thổ, nhà hoặc đồng minh. Bộ da bị lột của kẻ địch kia. Ủa, tăng thập quyền. Chị An tỉnh đến. Cộng sĩ khí khi đấu với đế quốc phương Đông. Thẩm quyền. Khi lãnh đạo hạm đội. À, cộng trị an khi mà có sự phát hiện của đạo Do Thái. Ờ, tốt đấy. Cái vùng này at your command. Mình sẽ tấn công vào đây đã. Besieging settlement. Laying siege to the settlement. Cho cái ready for battle. Bọn này lên đây. You call this a garrison? A
có quân đồ chú đã. Ngăn cản cái quân đoàn này của nó lại đấy. Quân đoàn này có chủ lực của nó, thất bại thỏa đáng. Không ngăn được hoàng đế của nó, như vậy thì có thể mình sẽ phải đối đầu với một cuộc chiến khá là tàn khốc. Nó có xây bắn đá trong thành. To battle! Let them cower before our might. Đánh đêm để giảm cái chiến đấu của nó xuống kìa. Nó khó. Vẫn phải đánh thôi. Khỏi cần đánh đêm đi. Đánh ban ngày cho nó sáng sủa. Phải cho mấy con lạc đà làm sao lùa được cái lượng pháo của nó chứ. Không là mình hơi khó ăn đấy. Thành của bọn La Mã này ôi, lối vào rất là nhỏ hẹp. Đây có một lối vào, chắc mình sẽ không đi cái lối đấy rồi. Đi lối này vào. Sao nó lại thiết kế được một cái thành mà khả năng để phòng thủ tốt thế nhỉ? Cái thành như này mà phòng thủ thì quá tuyệt rồi. Thằng nào vào đây cũng SML hết. Không đủ tầm bắn. Nó có một đội ngựa ha. Mình cứ cho bộ binh ra đằng sau đấy. Nếu mà có chiến đánh nhau thì mình sẽ lên. Mấy con lạc đà mình không phải dạng vừa đâu. Civilians may appear on any battlefield containing a settlement or farm, always in support of the faction who owns the region they live in. They may choose to harass the enemy army or just flee. Although civilians can do little real damage, their presence may affect enemy formations sufficiently that they are in disarray when a friendly army attacks. Mỗi mấy con ngựa củi mà dám dọa anh ạ. Mấy khẩu phá nó đâu nhỉ? Rồi.
Có mấy khẩu pháo mà nhỉ? Chả nhìn thấy pháo đâu. Giết thằng tướng này. Pháo nó đang lã trong nhà ra kìa. Rồi, chúng mình chơi sốc và mình để đội hình giãn cách này thì nó quả thấp thôi. Rồi, mấy thằng speed của nó thì không có gì đáng sợ. We have gained the upper hand. We await your orders. Là nó cũng không sợ một tí nào luôn. Speed nó cũng đạp. Nhanh. Lạc đà của Kim Gia nó rất là mạnh các bạn. Rồi, tướng của nó chết. Nó sẽ mất tinh thần. Tan tã rồi. Rồi, cho mấy con lạc đà xông vào nữa. Còn mấy khẩu pháo trong nhà. Dừng tay. Có chừng bắn chết của mình. Nó dã pháo kiểu này chết quân nó thì nhiều. Lạc đà châu Phi. Xong. Kết thúc. Sức
trận sau là mình sẽ phải lo phòng thủ vỡ mồm ấy nhỉ. Có thể đàm phán được cái thằng Đông La Mã này, tốt quá nhỉ. Hồi được 4% quân. We fight for you, my lord. Quân đoàn này lên cấp, phí duy trì tốt quá. Rồi. Liệu có thể đàm phán được không nhỉ? Greetings in the name of our Lord. Speak, but do not deceive with tricky rhetoric, false logic, or cloying pathos. Mình có khá nhiều tiền mà. Không chịu rồi. Nó rất là chảnh chó. Nó khá là chảnh. Thợ kim hoàn. Mọi thứ có vẻ vẫn ổn. I am no one. Nó sẽ tấn công vào cái vùng này. Nhưng mà với lực lượng quân này thì chắc là mình sẽ thủ được. Nó còn một không tới, nó chỉ có hai quân đoàn có khả năng tấn công thôi. Quân đoàn này thì bị thương vong rồi. Nhiệm vụ của mình là làm sao đấy để tê liệt. Nó chỉ có thể hai quân đoàn này tấn công, thế chắc là ăn được. Mình nghĩ là mình vẫn có thể ăn được. Còn chỗ này nó muốn đánh thì nó phải vây. Thì có thể mình sẽ cho quân này lên tiếp viện được. Vá đi. Khi mà bạn chơi ở độ khó huyền thoại này thì ấy nó khôn rất nhiều đấy, hơn rất nhiều đấy. Nó không ngu mà nó đi tấn công khi mà nó không có chắc chắn cơ hội đến 90% cơ hội chiến thắng đâu. Nếu mà chúng ta tấn công thành công thì sẽ cố gắng phòng thủ ở đây. Để rồi nó đã chọn giải pháp an toàn. Nó là rút lui. Và như vậy chúng ta sẽ dễ thở hơn một chút trong vài lượt. Nhưng mà cũng không có gì đảm bảo là khi mà 3-4 quân đoàn của nó bắt đầu kéo sang đây. Chỉ là một bước đệm nhỏ trước một chiến dịch lớn thôi. Từng bước một chúng ta sẽ ổn định cái vùng này đã. Vấn đề của nhà nước món quà tốc độ cho một con ngựa mà. Nhân giống như con ngựa. Nó cho mấy con ngựa tăng tốc độ ngựa xịn mà. Rồi chúng ta sẽ sửa lại vùng này. Nó đã không thể tấn công được thì chúng ta cứ gì để sợ. Tăng công trình đạo Do Thái lên đã, chúng ta cần phải cải đạo cái vùng này đã. Trong lịch sử, nếu các bạn nghiên cứu về người Israel, lịch sử Israel thì các bạn sẽ thấy rằng là người Israel đã bị đế quốc La Mã gần như là diệt chủng ở khu vực Jerusalem này. Và họ sẽ phải sống cuộc người Israel có 2.000 năm di cư từ Jerusalem đi dọc sang cái khu vực phía nam Địa Trung Hải để đến cái vùng Tây Ban Nha. Sau đó lại di cư tiếp đến Pháp và Đức, Ba Lan. Rồi cuối cùng đến đầu thế kỷ hai cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 họ bắt đầu di cư trở về cố hương của họ là Jerusalem này. Và đó là tiền thân của những người đầu tiên của tiền thân của những người đã hình thành nên nhà nước Israel ngày nay. Đấy là câu chuyện của lịch sử thôi, còn bây giờ thì mình sẽ cố gắng cầm chân các quân đoàn của nó ở đây đã. Bằng cách nào thì mình cũng chưa biết, nhưng mà chúng ta sẽ phải cầm chân lại nếu nó tấn công vào đây.
Nó có 3 quân đoàn này, hoàn toàn có khả năng tấn công được. Phải cầm chân được thằng này. How may I serve you? Breaking things is entertaining. Rồi, chúng ta đã cầm chân được quân đoàn của nhà vua. Cũng không được bao nhiêu lắm à. Chỉ được có 25%, nó vẫn đủ di chuyển tới. Nó hoàn toàn có thể cho bất kỳ quân đoàn nào tấn công ở đây được. Nên cay nhỉ. Bây giờ mình chắc phải thành lập thêm một quân đoàn nữa để mua thêm mấy khẩu pháo. Vùng này thì chỉ có nhà lính thôi. Pháo thì ở đây. Còn vùng nào có pháo nhỉ? Vùng này có pháo đây. Ready for battle. Chưa thể rút quân đoàn này đi được. Rút đi phát là chết ngay đấy. Mình sẽ phải thành lập thêm một quân đoàn nữa để trung chuyển quân. Ready for orders. Finding shelter. Ready for battle. Our Lord needs good fighters. Chưa thể yên ổn được. Chúng ta lại có một cái sự hỗ trợ không mong muốn nhưng mà khá tốt của cái thằng châu Phi này. Mình thì mình chưa biết là nó sẽ định làm gì, nhưng mà hiện tại mình cứ đang chiến tranh với kẻ thù của nó thì trong ngắn hạn chắc là nó cũng chưa chiến tranh với mình. Đấy. Và cái chính nữa là chúng ta phải xem tình hình ông anh Sassanid của chúng ta thế nào đấy. Điều ngoại giao đang bắt đầu tụt rồi đấy. Thuyết phục Sassanid để đánh nhau với Đông La Mã là một giải pháp rất là tuyệt vời luôn. And take wine to cool the head before we hit the day with words. Chắc phải khá khá tiền mới chịu. It is an honor to serve you. Ignorance is darkness. Rồi, vùng này đang trị an đang tăng trở lại rồi, không sợ. At your command. Yours to direct. La Mã. La Mã định làm gì? Rồi. Mấy ông châu Phi này cứ cử quân ra để ông gây rối cũng là một cái giải pháp tốt. Gây rối thằng Đông La Mã cũng là giải pháp tốt. Ôi, bắt sống mất gián điệp của mình kìa. Vãi trưởng thật. Tôi bảo nó chưa thể tấn công được mình. Con khỉ này nó xa đất nhà mình, nó cướp bóc này nữa. Thắng lợi quan trọng của Đế quốc Đông La Mã. Nó bắt mất một gián điệp của mình, kẻ tạo phản. Một kẻ trốn chạy đã đến à. Cấp cho nó chỗ thị nạn này. Thị nạn này. Chả biết có được cái gì không nhỉ? Mấy cái sự kiện kiểu tà lao này mình thấy nó không khó mà. Mục tiêu quân đoàn nước ngoài chỉ 5 sĩ khí cũng chả giải quyết gì. Gia giảm bất đồng cộng 100% bất ổn tôn giáo.
thuyết phục. Anan has many faces. They will trouble you no longer. I won't fail you again. Đó rồi, La Mã chưa thể tấn công được mình. La Mã chưa thể tấn công được mình thì mình sẽ tranh thủ sửa chữa và nâng cấp nhà cửa lên đã. Ăn lương thực à? Vùng này đội máu mỡ nó bao nhiêu nhỉ? Ủa thấp lắm. Giữ cái trận chưa thể tiến xa hơn được. Cho thanh niên này xuống đây mua ít ngựa. Bỏ mấy cái con ngựa này đi. Sử dụng cái đội lạc đà này mạnh. We fight for you, my lord. Tôi quên mất mình phải để dành tiền để thuyết phục thằng Sassanid nó đánh thằng Đông Nam Mã chứ nhỉ? Nó đánh nhau thật rồi chứ sao kìa? Thế thằng Đông Nam Mã nó đi sang đất của thằng Sassanid kìa. Nếu mà chúng nó đánh nhau thì tốt quá. Đông La Mã cũng chưa thể làm gì à? Ừ. Nó kéo nguyên cả một quân đoàn xuống. Sassanid đang bị chết đói kìa, quân chết đói một đống rồi. Cái phiên bản này mà nó có cái vụ bán thực thì tốt rồi. Skill and wisdom must be earned. Ai giả ơi, bây giờ tính kiểu gì nhỉ? Nó đã cử quân xuống tận đây. Đông La Mã có quân ở đây, bằng mọi giá phải thuyết phục thằng này chiến tranh với thằng Đông La Mã. Điểm ngoại giao lại đang lên rồi. The pleasures of my household are yours to enjoy. First, though, the necessary burdens of diplomacy. Bằng mọi giá thì không chịu. Nhưng mà nó sắp đánh vào đây rồi, mình mà không có quân phòng thủ đây là chết dở ấy. It is
an honor to serve you. Mình vừa thấy một quân đoàn của La Mã đi xuống đây. How may I serve you? Death will come on swift wings. Nhưng nếu nó không chiến tranh với thằng Sassanid thì nó đi một quãng đường dài như vậy. Your will is done. Mày chết luôn. A man has many faces. All men must serve. Ám sát, mắc luôn. Mình luyện thằng này chuyên về ám sát rồi. Ám sát và khóa mục tiêu. Thằng này nó đánh chiếm được vào đây nữa thì đẹp. Cũng được. Sassoni chết đói. Tại sao mình và Sassoni điểm ngoại giao lại đang tăng lên nhỉ? Hành động quân sự chống lại Đông Nam Á. À, sớm hay muộn động chiến tranh. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mình cứ ở đấy mà... thoải mái đi. Không còn việc gì phải xoắn. Không việc gì phải xoắn. Sớm hay muộn bọn chúng nó cũng đánh nhau. Còn cái thằng lợn này nó cướp đoạt đất cho mình. Làm cái khỉ gì mà nó lắm xe bắn đá thế. My lord, it is an honor to serve you. Cái này có nhà tôn giáo này. Chưa có công trình vệ sinh. Qua để sau. Vùng Ai Cập này rất là giàu có này. Vớ vẩn thật, nó tiến vào thủ đô của mình. Bắt buộc mình phải duy trì một cái lực lượng ở phía trên này. Căng nhỉ. All men must serve. I will come from the darkness. I have done all you asked, my lord. Hành động xâm nhập xảo quyệt. Khả năng bị phát hiện giảm 500 khả năng bị phát hiện. Thiếu quyết đoán, chỉ nhiệt huyết. Đông Nam Á này rồi. Vẫn chưa chiến tranh với Sassanid à? Speak your speech so that I may go to the baths and wash away today's stench. Chơi tất tay xem nó chịu không?
Nó không chịu. Lần sau là khôi phục xong cái thành này. Mà nó có xe bắn đá thì vất công được ngay. Ready for orders. Ready for orders. My lord. Hạm đội nó vẫn ở đâu đó phía trên này. Ghê thật. Orders, my lord. That is a dangerous course. Cái đảo của nó đây. Xử lý được các cái hạm đội của nó ở đây á, giải quyết được vấn đề. Quan trọng là bây giờ làm nào để thuyết phục được Sasonic đó. Chiến tranh mới thì tốt. Sasonic nó phải chiến tranh với thằng Đông La Mã nữa cơ thì mình mới giải phóng được, mình mới giảm nhiệt được. Chứ không tình hình này cũng căng lắm. Biết ngay mà. Nó vây thành của mình. Nó chạy qua một loạt các vùng đất, nó không đánh, nó đánh đến tận cái vùng này của mình. Tình báo địch thắng lợi quan trọng kìa. I have learned much. My words are yours to direct. Ready for orders. Leaving the ships, my lord. Row faster, you squid sucking sons of. Căng nhỉ. Căng trên đường. Rồi, thành này đã sửa xong rồi. Nó không thể tấn công và tiếp được nữa. At your command. At your service. Rất đông quân ở đây. They will trouble you no longer. Ai ai? All men must serve. Thằng đấy nó cũng đang phá hoại mà. Sao sẵn đi lại cử quân sang này. Vùng này cũng sắp loạn rồi. Sao sẵn đi vẫn chưa chiến tranh thằng Đông Nam ạ. Tình hình thế giới có rất nhiều bất ổn. At your command. Cứ cầm cự nhau thế này thì hơi khó nhỉ. Ready for battle. Tiến không tiến được, lui không lui được. Fleet reporting, my lord.
Đế quốc Tây La Mã. At your service. Bôi nhỏ thanh dự á. My words are yours to direct. Ám sát tướng của mình à? Liều nhỉ? It is an honor to serve you. Có 3 khẩu pháo đấy. Ăn cũng không ngon đâu. Thằng này nó mạnh về ám sát này. Vụ về cơ hội thành công chỉ mới 5%. Vậy mà nó vẫn đánh tốt hết. Chị An vụ này vẫn tốt. Mình vẫn đang tăng lương thực lên đây. Khó giữ phòng tuyến quá. Be welcome, emissary. If you Ramanatia. Do not try my patience with a dull tongue. My torturer has a collection. Không lẽ mình phải tìm cách chơi với mấy thằng châu Phi đấy à? Mình đang muốn tiến sang châu Phi để kiểm soát châu Phi trước. Tiến vào khu vực này thì phải tiêu diệt Sassanid cơ, nhưng mà mình thì mình không đủ sức để tiêu diệt được Sassanid. My lord. À, huyết khô máu vậy à? Được. Ai dồ. Tập hợp được một cái lực lượng đông nhỉ. Cái lực lượng tấn công không có xe bắn đá, chỉ có lực lượng tiếp viện mới có. Thế thì có thể là mình sẽ trận đấu khó khăn và chỉ dành cho những người bản thần kinh thép thôi. Thủ phủ chúng ta nằm trên này. Như vậy thì nếu như giả sử chúng ta muốn tấn công vào thì
Nó phải moi lên, treo lên tận trên này chứ. Và chỉ duy nhất có hai lối vào. Chặn đây phát đã. Cung thủ sẽ được triển khai trên này. Tuyến này thì không bắn được đúng không? Chỉ có đường đi xuống đây thôi được. Bắn đạn xuyên giáp. Quân tiếp viện của nó sẽ có xe bắn đá. Cho cái thằng kỵ binh đây. À ừ, mình có quân cả quân đồn trú trong thành nữa mà nhỉ. Trận này á, ít phải sợ lắm. Chúng nó có 4 quân đoàn. Ready! We are at your command. Mình sẽ có một đơn vị dự bị, còn hai đơn vị phòng thủ ở cổng. Thế là nó chỉ có thể vào được vào hai cái lối này thôi. Mình đứng như này là mình sẽ hạn chế được cái việc kỵ binh của nó xông lên rồi. Rồi, cho mấy thanh niên này là dự bị. Mấy thằng này lính speed là nó sẽ chống kỵ binh tốt. General, chúng ta sẽ ở đây. Mọi thứ có vẻ ổn nha. Yeah. Cho bọn người ra ngoài phát đã. Thiết viện mà nó phạt từ đâu rồi? Thế đâu nhỉ? Hả? Thế đâu? Đám này thì không sợ. Đám này thì chưa cần phải dùng đến lực lượng tấn công của mình đây. Tôi bắn xa phết đây. Đâu? Cái viện nó đâu nhỉ? Thank you.
The tower has fallen. Không có mini map nên là phải cẩn thận đấy. Sợ lắm. Mình đang muốn xem con á đây rồi. Cái viện nó vào từ hướng này. Chưa cần bắn tên vội. Ý. The enemy is attacking them. We're being ambushed. We obey your orders. Giữ vững phòng tuyến là được. Không phải sợ. Orders, my lord. Tướng của mình đứng ở đây làm sao mà tụt được cờ chứ nhỉ? Vào cái bên này như vậy thì cũng có một chút thuận lợi để nếu muốn phá pháo của nó rồi. Vào đây đi. Thằng tướng của nó ngáo đá. Trận này mình sẽ chém chết cả vua nó. Cơn sa mạc này nó được tận đam khi đánh nhau ở trên sa mạc các bạn. Đây là chiếm thấp canh của mình ấy. Vớ vẩn là bắn cháy nhà mình ấy. Xuyên giáp. Sập cái tháp canh của mình rồi. Kệ cho nó. Enemy units have been rallied. Our general is under attack. Tướng quân của chúng ta bị tấn công. Thằng nào mà đánh được tận vào đây?
không được bắn đạn lửa cháy hết nhà mình. Đây mà có cung độc thì đẹp quá nhỉ. Sắp thành cổng máu à. Cho tướng ra đây để biết. Mà tầm phát hiện thôi, chả giải quyết gì. Quên mất không cho xe bắn đá lổ. Anh nhớ cho xe bắn đá đứng trong này. Nó mới có đủ độ cao bắn chứ nhỉ. Nó còn kịp bởi vì là chúng nó còn rất nhiều đối quân. Cầm giáo trước đã. Sắp không chịu nổi nữa rồi. Quân nó đang tiến vào. Xe bắn đá lạ. Xe bắn đá. Xếp hàng ngay ngắn nào. Ok chưa? Bắn. Tên của mình. Nó đang bắn tên của mình. Chuẩn bị móc lốp.
run from the enemy. This is shameful. Oh. Sư đoàn dự bị đâu rồi? Our men are breaking off. Đám cung của mình bắn dưới thế nhỉ? Chịu được lâu nữa không? Dăm ba cái con ngựa này đòi ăn nhau với anh á? Ra chỗ phi đạp cho thì à, đánh giúp ta đã. Là đà riêng bọn này rồi, lén lao chết bầm một tiếng thôi. Giải quyết luôn đám này. Đó là xuống đây để ủy lạo tinh thần binh sĩ. Nhanh, giải quyết ngay bọn này, không để chúng nó làm loạn. Cái chính là nó có xe bắn đá nữa kìa. Fleeing! Advance!
Rồi vòng ra kia giải quyết lốt mấy thằng ấy xa nó. Bắn tên vào đây. Nó đặt lửa cháy nhà mình mất nhỉ. Tiếp viện rất đông. Rút ra. Rồi, đội này của mình thương quá nặng. Không thể cho ngựa sốc được đằng sau lưng nó bởi vì nó cứ tiếp viện liên tục này. Bực thật. Đừng có sốc được thì tốt. Cho một thằng bắn đạn lửa để giảm sĩ khí là được. Ok cho một đội bắn đạn lửa để giảm sĩ khí cho nó. Ồ oh. Quân nó vào đông thế. Do con nước đánh hơi. Rồi, tướng nó chết à? Oh.
cổng bên này coi như xong. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. See you, Jim. Chỉ 12 sĩ khí à? Chỉ sĩ khí cho nó xuống đấy. Cùng đòn rít gió chỉ sĩ khí cho nó xuống. Combo lửa và rít gió chỉ sĩ khí đáng kể. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Đáng lẽ mình phải nghĩ ra sớm hơn chứ. Bắn rít gió. Chỉ 4 sĩ khí là tổng cộng 16 sĩ khí. Ờ à, đúng rồi. Ôi ôi, có thư viện kìa. Để dành tên để còn tiếp tục thôi. Chúng nó đông quá. Infantry at your command. We are at your command. At speed. Ôi dồi ôi. Vẫn còn đồng lắm. Tên rồi. Hai đứa này nó thay nhau vừa rít gió vừa có lửa. Gió vừa lửa, trừ sĩ khí. Ê, một chiếc viện nó vẫn vào. Advance at speed!
không nổi. Rồi bọn xe bắn đá vào rồi, quay lốt mấy thằng cung nổ đấy, bọn xe bắn đá đấy. Chuẩn bị quay sống mọi người đây nào. Ám sát tướng nhỉ. Cho nó vào đã. Mình nghĩ cái đội này lên vòng dưới này thì hay hơn. Kết hợp với mấy thằng tên hết đạn này nữa. Còn ngựa vào kìa. Nó vẫn còn tiếp viện thì mình chưa ăn được. Quân ở đây nữa rồi thì chắc là cho bọn người ra đây. Còn nữa không nhỉ? Khô máu con này nè. Ăn được hay không ở chỗ này đây. Chúng ta cũng gần hết tên hết rồi. Nhanh. Quay. Ôi bộ binh của mình cũng đang vỡ đội hình. Given up and are running for their lives. Armored cavalry warriors! Ready your weapons! They are. What are your orders? You are. We sent shield war! We sent shield war! Nó bị quay rồi. Không có sự lựa chọn nào khác, quay chặt chúng nó lại. Ôi pháo lã, không vấn đề gì. Chết. Bây giờ không còn cơ hội để gây bọn nó nữa.
pháo nó bắn kiểu này thì sợ lắm rồi. Hay rồi. Sông lên. Giờ là mấy giờ rồi? Sông luôn chứ. Sông vào. Nó chơi kiểu này nó đi chơi cả quân nó lẫn quân mình. Rồi khô máu đằng sau lưng. Khổ mấy khổ phá nó. Rồi mấy giờ đấy? Khô máu. Khỏe thế nhỉ? Nói giờ chúng nó chỉ toàn xe bắn đá thôi, ra khử cái xe bắn đá để xong. Ngay lập tức cử ngay mấy xe bắn đá này đi. Mấy cái xe bắn đá này nó lã chết nhiều quân mình quá. Rồi khô máu nào. Khô máu, khô máu. Rồi xong vào khô máu đi. Trời ơi là mấy giờ rồi. Tấn công từ hai phía rồi. Mày bướng nhỉ. Quân này của nó ở đây vẫn lì thế nhỉ? Ủa? Vũng vàng cả. Càng nhỉ. Bằng cách nào mà nó vẫn vũng vàng được nhỉ? Mất rồi, lung lay rồi, bắt đầu lung lay rồi. Tràn xuống. Rồi.
yours. Trời ơi. Ai già ôi, 7.000 quân, 7.800 quân. Mấy con lạc đà của mình đánh tởm phết nhỉ. Sao trận này mấy thằng này được phong anh hùng hết rồi. Cái thành này dễ thủ ghê nhỉ, nó có mỗi hai lối vào. Chọn hồi quân là đương nhiên rồi. Lượt tiếp theo chúng ta sẽ xé nát đội quân của nó luôn. Chết luôn cả vua rồi. Mình hãy thử xem xét xem nó có thể đàm phán hòa bình với nó không. À rút rồi. Thế quân đoàn của mình đến đấy là rút rồi. Tưởng các chú thế nào? Ready for battle. To your duties, men. I am no one on the move. Nó vừa đâu đó chỗ này mà nhỉ? Treading softly. My work is done. Swift and silent. Nghiên cứu mấy cái này để nó tăng thêm lương thực vậy. Thêm tiền đã. Bây giờ mình rất cần là Sassanid nó có một thái độ suy yếu rồi. My master extends the most magnificent welcome to you and your honorable people. What wisdom do you bring? Nó không chịu. Sau một lượt bắt được một khẩu pháo của nó. We fight for you, my lord. À, tướng này chưa có đánh đêm. Ready for battle. To battle. March. To victory. I'm afraid we cannot. Ready for orders. Nó lại cử thêm quân đến kìa kìa. Căng rồi. My lord. For honor and great glory! At once! On the move, my lord! We fight for you, my lord! Năm sỏ quyệt. Ready for battle. Ready for orders. Nó còn có một quân đoàn thôi. Không sợ. You call this a garrison? Ready for orders. We fight for you, my lord. Lực lượng này đủ thủ. Đây nó chỉ có một quân đoàn này nữa.
Bọn này thì tan tác rồi, không đủ sức để đánh nhau tiếp. Lực lượng phòng thủ của mình ở đây thì cũng được. Chừng nào thằng Sasanit nó mới chịu đánh nhau nhỉ? Chúng ta bị trừ cái điểm ngoại giao mạnh là bởi vì chúng ta là siêu cường à? À, siêu cường. Chúng ta là siêu cường. Hòa bình với nó có được không? Sau một trận đánh, nó hạng 1 server, chúng ta hạng 2. Người La Mã. Lúc nãy mà mình không đó auto chắc mình không mất một đơn vị quân đâu. Chả quan trọng lắm, mình cần mình có thể cho một cái đơn vị quân nào đó đi tuyển quân lại được. Kỳ thật mấy thằng châu Phi nó cứ đóng quân trên đất nhà mình này này. Many good men have died in our wars. Our people. À rồi, ok. Đề nghị hòa bình, ok, hòa bình. Mình thành siêu cường phát là bị chúng nó phe phái khác có bánh. Mình lên đến siêu cường rồi kìa. Siêu cường. Đạo âm lương thực. Tăng số lượng hai con lạc đà nữa lên. Ready for orders. My lord. Is that all, my lord? March. Ready for orders. My lord. At your command. You call okay. This garrison. Mọi việc lại ổn thỏa. My lord. Rank 1. Ready for orders. Cái này rank nó cao hơn một chút xíu. Ready for battle. At your command. Ready for orders. Ngon thì vào đây kìa. Thằng này nó còn chưa thèm lên, nó đang ở dưới nước rồi. Ready for orders. Breaking things is entertaining. A noble cause requires noble men. My lord. At your command. We fight for you, my lord. Get the fortifications ready. At your command. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ăn đi à? My lord. Your service.
I will guard your secrets with my life. Chị An của mình vẫn đang tăng trưởng rồi. Ây da ơi, giữ đất cũng đã khó chứ đừng nói là đi tấn công thêm. Mình bị trừ cái điểm siêu cường này, nhưng mà nếu thể ép nó chứ tranh được, nó vẫn đang chiên trade với thằng Sassanid. Mấy thằng này bây giờ nó dở quẻ phát thì mình còn không có quân mà chống đỡ nhỉ. Xem nó có thể đàm phán hòa bình với ông Đông La Mã được không. Tấn công tiếp thì bây giờ mình không lên được. Lên tiếp nữa bây giờ thì thế trận mình giàn mỏng lắm. I hope that this will be taken in the right spirit of comradeship and respect. Ok ok. Tưởng gì như sim hòa bình ok. Mình đâu có thích đánh nhau đâu. Nó vừa ám sát mất một thằng tướng nào của mình đấy. Vài lượt nữa hồi được. All men must serve. We fight for you, my lord. Ready for battle. 10,000. Just a wound. Hẹo luôn à. Fear not. On the move, my lord. Laying an ambush, my lord. Đợt sau vùng này có nổi loạn. Sassanid bây giờ lên hạng mấy rồi? Xuống hạng mấy rồi? Hạng 2, mình hạng 3. Gom tất cả tiền cho nó để mà bảo nó chiến tranh với thằng Đông La Mã mà nó vẫn không chịu. Greetings, my friend. Greetings. I tingle with anticipation of your noble and worthy words. Be welcome. You have my full attention. My ears await your word. Tặng quà. Cũng không thể làm được gì hơn. Được 8 điểm. Quà cho nó thì chỉ được có 8 điểm. A man has many faces.
sắp phải gây dựng một lực lượng đủ mạnh ở khu vực Ả Rập rồi. Để hoặc có thể mình sẽ phải phát triển cái hạm đội lên đủ để tấn công vào La Mã, kiểm soát cái khu vực các cái đảo của nó, ngăn không cho nó tấn công qua đường biển mình, chứ mình mất mấy quân đoàn đóng ở đây này, phí quá nhỉ. My lord, it is an honor to serve you. All men must serve. Your orders, my lord. Mà không có pháo đâu. How may I serve you? As you command. My lord, set up the watch. We fight for you, my lord. Chỉ tranh là nhận món quà thôi. Tặng quà thì tội gì mà phải giết nó nhỉ? Thằng nào đề nghị ra một cái đề nghị quái quở đấy. Chứ chịu chiến tranh thằng... Mấy cái vùng này nó không có công trình căng thực mấy. Đánh vào đây thì đánh được, nhưng mà sau đấy mình có giữ được hay không là vấn đề. Your command. Hi. Gamanatia vẫn đã cử quân sang. Mấy cái thằng châu Phi này đây. Không biết nó định trò gì mà nó cứ đứng quân ở đây này. À, rồi. Đông La Mã và Sasanid đã quyết định đánh nhau rồi. Vậy thì tuyệt rồi. Nhau đây. My lord. Kinh nhỉ. At your service. They will be convinced. Your will is done, my lord. It is an honor to serve you.
Let us pray they have a blackened soul. Định tấn công người đất của anh à? Còn có một thực. Lên ruộng. Đúng nhỉ? Đúng là Sassanid và... Đúng rồi. Rất tuyệt vời. Vậy là hai siêu cường đã đánh nhau rồi. Chúng ta chuẩn bị ngư ông đắc lợi thôi. Quyền lực cân bằng. Mình bị trừ mỗi cái điểm siêu cường thôi. Amen has many faces. Đây nó có hai quân đoàn này. On the move. Swift and silent. Phía trên Đông La Mã nó sẽ bị thằng chỗ này nó có những cái vùng nào? Vùng này thành to này, thành nhỏ này, cảng biển này. Thành này sớm hay muộn bị thằng kia tiêu diệt. Nếu mình đánh nhanh được vào đây thì tốt đấy, nhưng mà lại phải cho quân giữ à. Ready for battle. Khô máu luôn. Không có xe bắn đá. We fight for you, my lord. Giờ là mấy giờ rồi, sợ gì? Lay siege to the settlement. Đánh đêm mình sẽ ngăn được một cơ số quân của chúng nó tiếp viện. We take this settlement for you, my lord. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.